các bạn thân mến, vào lúc 21 giờ tối nay, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Indonesia trong khuôn khổ giải chung kết ASEAN Cup. Để đối đầu với lưới đá rắn có phần thô bạo của cầu thủ Indo, thầy trò huấn luyện viên Chulie đã có những buổi tập mang giải pháp để chống lại lưới đá của đội Indonesia trong thời gian gần đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.